bạn học sinh khi mà muốn đi du học Úc á thì cần chuẩn bị gì hả sao? Năm nay thì Thanh và Dương cũng xin liệt kê các bước cơ bản để giúp các bạn khi bắt đầu làm hồ sơ đi du học Úc thì cần chuẩn bị những cái vấn đề như sau. Bước 1 thì các bạn khi tới công ty Thanh và Dương thì nhân viên chúng tôi sẽ dựa vào quá trình độ học vấn, bằng cấp hay là cái kinh nghiệm làm việc cũng như là cái khả năng được cái nhà trường chấp nhận vào học và tình hình tài chính của bạn, mà nhân viên bên bạn Dương sẽ giúp bạn đi đến một cái quyết định phù hợp nhất. Bước thứ hai đó là đánh giá cái khả năng đáp ứng được yêu cầu visa của bạn. Bạn sẽ được nhân viên tư vấn hướng dẫn toàn bộ chi tiết về cái thủ tục làm hồ sơ, cần làm như thế nào, khi nộp hồ sơ visa ra sao, và khả năng đáp ứng được cái yêu cầu visa của bạn cũng được nhân viên tư vấn xem xét và trao đổi cùng bạn. Bước thứ ba đó là nộp hồ sơ xin nhập học. Thì những cái hồ sơ mà nhập học thành công sẽ được trường gửi cho bạn một cái thư mời. Và cái thư mời nhập học thì có thể là cái thư là có điều kiện hoặc là không có điều kiện. Và thời gian dự kiến hoàn tất bước 1 đến bước 3 kể từ ngày nộp hồ sơ xin nhập học đó là từ 4 đến 6 tuần cho chương trình đại học và 4 đến 8 tuần đối với hồ sơ sau đại học với cái hình thức học đó là tín chỉ, là từ 6 đến 8 tuần đối với hồ sơ sau đại học với hình thức học là nghiên cứu, là 1-2 tuần đối với hồ sơ cao đẳng, trung học hoặc là sau đại học. Và bước thứ 4 đó là các bạn đóng học phí hoặc là đóng cái tiền cọc cho trường. Mà thanh toán tiền cọc là học phí thì là của học kỳ đầu tiên, là mua cái bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho du học sinh đó là OSC, và hình thức thanh toán là bằng chuyển khoản hoặc là bằng hình thức hối phiếu, và đối với ngoại tệ là đô la Úc. Để được xác nhận nhập học thì học sinh chính thức của trường Tân Đại Dương sẽ chuyển cho cái trường một cái hối phiếu hoặc là cái điền chuyển tiền cùng với cái giấy hợp đồng mà nhập học của bạn. Và trường sẽ gửi một cái COE để chính thức là xác nhận cái việc nhập học của bạn và cái học phí của bạn đã đóng. Và COE thì thường được trường gửi về trong vòng từ 3 ngày. Và bước thứ 5 đó là bạn phải khám sức khỏe. Trước khi nộp hồ sơ xin visa thì nhân viên tư vấn của Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho bạn là đi khám sức khỏe tại cái phòng khám được chỉ định của chính phủ Úc. Và kết quả khám sức khỏe của bạn sẽ được ở phòng khám chỉ trực tiếp tới văn phòng Úc. Và bước thứ 6 đó là hồ sơ xin visa. Thì với cái sự hướng dẫn của nhân viên Tân Đại Dương thì bạn sẽ hoàn tất và cái việc là điền các mẫu đơn xin visa và chuẩn bị các giấy tờ yêu cầu. Và thanh toán về phí visa thì đây là cái khoản phí là không hoàn lại. Và khi mà nộp hồ sơ tại visa tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin việc lập phúc được điều hành bởi tổ chức di dân quốc tế thì lệ phí visa và phí dịch vụ của trung tâm tổ chức di dân quốc tế chỉ được thanh toán bằng hình thức là tiền mặt và được tính bằng tiền Việt Nam đồng. Và hồ sơ xin visa thì được xem xét trong khoảng thời gian là từ 4 đến 8 tuần tùy theo cái phần học. Và bước thứ 7 đó là ngày thu xếp chỗ ở và đi lại. Và sau khi mà bạn đã nhận được visa du học thì bạn sẽ thu xếp là mua vé máy bay và ở ngoài tàu. Bạn nên cho nhân viên Tân Đại Dương biết cái thông tin về chuyến bay của bạn và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những cái thông tin về chỗ ở tại trường hoặc là bên ngoài trường để bạn lựa chọn. Và một thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương chúng tôi qua số điện thoại đó là 0838484819 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com để được truy cập chuyên viên tư vấn Úc của Tân Đại Dương hỗ trợ miễn phí cho bạn. Chào và hẹn gặp lại.